Tổ quá. Đẹp quá. Này mình ơi, mình ơi. Tôi bảo này, hôm nay mình mang bao nhiêu quan thế hả? Bao nhiêu quan thì ông hỏi làm gì? Chỉ biết là đủ để ông mua cái chức thư lại nhá. Mình ơi, thế cái chức quan thư lại nó có to không hả mình? Tất nhiên là to rồi, mà lại còn có nhiều bổng lộc nữa cơ. Bổng lộc hả nhỉ? Tôi thích nhất mình ạ. Thế có tốn nhiều quan không hả mình? Cái đấy thì phải lên gặp quan thì mới biết được. Này, mà sao ông hỏi nhiều thế hả? Nghe tôi dặn nhá, lên gặp quan ấy là cấm có nói cái gì cả, không được nhiều chuyện, không được nói leo, nghe rõ chưa? Mình dạy như thế nào tôi làm theo ý, miễn làm sao tôi được cái chức quan thư gì vậy? Thư lại. Chào anh Hầu. Hai ông bà bàn bạc nhiều quá. Thế bây giờ có thích lên gặp quan không? Dạ, có chứ. Đi. Dạ. Gặp quan. Đi, từ từ thôi. Này, anh Lính. Chào bà. Quan nào đây? Dạ, đây là khách quý của quan đấy ạ. Khách quý của quan à? Thế anh có biết khách quý của quan từ đâu đến không? Ôi dồi, cái đấy thì làm sao mà tôi biết được? Tôi chỉ biết là đây là khách quý của quan. Thôi tôi phải dắt hộ vào đây, không quan mắng tôi chết. Ê, vào đi. Sôi chưa, nước sôi chưa? Đi gì phụ giúp U dọn cơm lên, nhanh lên con. Mà U ơi, ơi. Tại sao nhà mình chỉ tiếp khách do với cái đầu phụ thôi hả U? Cái gì? Mà sao U không mua thịt hả U? Thì vì khách này là người quen thân đến nhà mình, cho nên không cần thiết phải câu nệ. Với lại làm gì còn tiền mà mua thịt. Thôi giúp U bưng đồ ăn lên. Này, bưng cái bát hương này lên, nhanh lên. Đi cẩn thận đấy, không ngã. Đi cẩn thận đấy. Rõ khổ. Đúng là nghèo đi đôi với hèn mà. Con ơi! Chim! Dạ! Ôi giời ơi! Đi từ từ thôi, không đổ hết bát tương ra ngoài. Bây giờ thầy lại đánh cho. Được rồi! Nói chưa xong rồi, cãi đã xong rồi đấy! Thầy! À, không rồi à! Ôi giời, vâng. Rồi ôi! Gầm! Cứ bày vẽ ra thế này có cái gì đâu. Mời con bác ạ. Dạ, báo cáo quan bác. Dạ. Nhà em độ dày là ăn chay. Dạ, vâng. Con, thôi... đi lấy cơm đi. Vâng. Thôi U nó, chạy U lên chợ huyện. Mua cho quan bác là ít đồ ăn mặn nhá. Chợ huyện á? Ừ. Xa lắm. Ê, thôi, cầu kỳ làm gì. U đó, buồn cười nhở. Dạ. Tôi đã bảo đi là cứ đi cơ mà. Tôi đi. Ừ, đây lên chợ huyện xa xôi cái nỗi gì. Vâng. Hả? Thùng thẳng mà đi thì cũng chỉ có 3 canh giờ. Mà dẻo chân lên thì nó có mất 2 canh rưỡi thôi. Đi khẩn trước. Ê, thôi. Bày vẽ làm gì. Đường từ đây lên đến chợ huyện ấy, cũng phải đi mất nửa ngày đường. Thế không bày vẽ nữa. Em là em muốn chiều quan bác là chính. Chứ nhà em là ăn chay là nó quen rồi. Để cứ động tí đua vào thức ăn mặn cái là thế là nó bị dị ứng. Người ngợm là nó cứ mẩn đỏ hết cả lên ngứa ngay. Lại phải sang nhà thằng Lang Đức lại ngồi đấy là chầu trực cả tháng giờ ấy. Vâng. Nhà mình nhờ. Ừ, đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Thầy ăn ạ. Dạ, mời thầy đi ạ. Ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi con. Này, con cái nhà ai lạ chưa? Cha gắp rồi úp bát xuống. Con nhà người ta còn không có mà ăn. Nhà mình có đậu có cơm là tốt rồi đấy. Thôi, cứ để cho cháu nó ăn. Thời xưa đấy, là tôi là cái củ chuối không có mà ăn cơ. Đậu thế này là ngon lắm cơ. Vào đây. Ăn đi. Còn kệ cái nhà. Tí nữa còn ở đó thì nó ăn sau cũng được. Quá. Nhá. Này, ông đây này. Thế tôi hỏi ông.
ông ăn chay thế thì ông có uống rượu không? Dạ có. Dạ có uống rượu vào thì làm sao mà gọi là ăn chay à? Thế à, thế thì tôi có mang theo thức ăn đây. Lại thêm cả rượu nữa. Ôi con bác chú đáo thế này lại mang cả cái gì đây? Ui. À, thịt ngăn quay. Nó lại mang cả rượu nữa. Tôi lắm rồi chưa ăn thịt ngăn quay. Thế mà chẳng nói trước để tôi bảo sớm ông để làm gì? Vợ chồng ông ăn chay cơ mà. À đúng rồi, nhà mình ăn chay. Dạ đúng rồi đấy ạ. Thế thì khổ thân tôi lại một mình tôi phải ăn hết cả con ngan quay này thì tôi chết à. Dạ. Lúc khác rồi mua cho mà ăn. Đây 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 này để tôi mà. Ừ, bà cả nhà tôi bà hãy chuẩn bị cho tôi vào buộc kỹ quá cơ khổ. Đây được rồi. Ây giời ơi. Cả nhà mình xơi cơm này. Cả nhà ăn đây à. Chim, con làm gì đây? Đặt xuống. Nhà mình ăn chay, nhớ chưa? Nhưng mà có tiền thì ăn quay, con muốn ăn cơ. Ăn chay mà ăn nó mọc mụn ở mồm đấy. Lại sang nhà lang đớp bây giờ đấy. Ôi giời ơi, cứ cho làm miếng thì có làm sao đâu mà. Dạ. Ăn đi mình. Thôi thôi thôi, ăn cả rồi. Khoan ạ. Quan thích lắm đấy. Em ý, là em thấy sức khỏe của Quan giảm sút nhiều. Sút là sút thế nào? Đấy là chẳng qua dạo này nàng có vẻ sung sức hơn đấy. Chứ còn Quan là sức khỏe vẫn bình thường. Ngỡ mà. Là Quan nó khác. Quan nói gì cũng đúng. Em ý là em chỉ lo sức khỏe của Quan thôi. Không phải lo à. Yêu ấy cái gì ở đây đây? Nào là không được lo bỏ trắng răng nữa chưa? Nhưng mà Quan là không được ốm đâu đấy nhá. Quan mà ốm ấy là em mất đền Quan đấy. Em không phải như vội. Dạ, mời Quan bà. Cô thích thì cô cũng ngồi đi. Cầm cái quạt lên. Quạt cho tôi, nóng quá. Sao, không biết quạt à? Hay định mang gió độc đến hại tôi? Uầy, cơm bà ăn cơm đi. Khó tính quá đấy. Ok, ra quạt cho bà. Đấy, quạt đi, không gió độc bây giờ. Này cái cô kia, ai cho phép cô ngồi ăn ngang hàng với chúng tôi? Hả? Không nghe rõ tôi nói gì hả? Quan. Ở cái phủ này ấy, là phải có trên có dưới, nhớ chưa? Khổ quá thì đừng ở trong nhà cả mà sao lại cứ... Không được. Tôi nói cho ông biết nha. Tôi nhắc ông nhớ một điều, ông nhớ chưa? Nhớ, nhớ cái gì? Ông được như ngày hôm nay là nhờ ai? Không, tôi biết rồi. Nhờ có bà, tôi mới có ngày hôm nay. Không, bà nhắc cái hàng vạn lần làm gì mà tôi chả nhớ. Mà thôi, mua giúp ăn đi. Nhưng mà tôi không ăn được. Tại sao? Tôi ngứa mắt. À, thôi, nàng tạm thời vào phòng đi nhá. Lát nữa ăn sau vậy. Này, tôi nói cho mà biết nhá. Tôi mà thấy ông lén phén với nó tôi cắt đi. Dạ, bẩm quan ông quan bà. Dạ, báo cáo quan ông quan bà. Báo cáo quan ông quan bà. Dạ, thưa quan ông là có người ở ngoài xin được gặp quan ông đấy ạ. Nhà ngươi này hay nhở?
tay để vào. Ngươi nói mãi từ đấy không thấy chán hay sao? Không người vào gặp quan thì chẳng nhẽ là nó mèo chứ? Lui ra. Dạ. Này. Bà đã gọi con này. Thế cái người đến gặp quan là ai? Dạ thưa bà, họ tự xưng là vợ chồng Lý Hách ở xã Đoài ạ. Lý Hách à? Dạ. Cho vào. Dạ vâng ạ. Kìa ông ấy. Này, từ từ đã. Dạ. Làm gì mà vội thế? Ông cứ ngồi xuống đây, ông ăn uống cho no nê đi. Nào, ông ăn nào. Này, ra bảo họ chờ quan nhâm nhi tiệc rượu xong rồi hãng vào nhớ chưa? Rõ rồi ạ. Bà cứ để tôi tự ăn. Cứ một trẻ con nhưng mà gấp. Nào, mong nào. Ăn đi con. Ăn đậu nhá. Để ăn hạt nhiều quan bác ạ. Này ông đề này. Dạ. Chúng nó bảo với tôi là cái rượu này ngon thượng hạng nhỉ. Thế mà tôi uống mà tôi chả thấy mùi gì. Ngày xưa là ông là sành rượu lắm. Dạ. Ông ngửi thử hộ tôi cái xem nào. Thơm lắm ạ. À, thơm dạ, lắm. Thơm đáo nè. Thế mà mình uống thì không thấy gì chứ thì tệ thế chứ đi. À. Con. Yeah. Yeah, ăn thì ngán đấy chứ. Dạ, tôi quan huyện vợ chồng em ăn chay ạ. Dạ, ăn chay ạ. Ăn chay ạ. Dạ, quan huyện cứ ăn một mình đi ạ. Con. Đặt xuống. Mình. Dạ, mời quan ạ. Dạ. Chết. Miếng thịt nó giòn và thơm ngon. Vâng ạ, thịt giòn thơm nhưng mà nó nhiều hương liệu độc lắm đấy quan bác ạ. Nhà em này nè, ngày xưa cũng ăn ngập mồm ngập miệng ra ấy. Thế nhưng mà cứ ăn là lại phải đi thầy lang, cho nên là nhà em bây giờ ăn chay cho nó lành thế ạ. Dạ, ăn chay cho nó lành. Này, tôi nói cho ông bà biết nhé. Dạ. Chuyện đấy không có đâu. Mà dạ, con ngan này á là tự tôi quay để lên biếu cho ông bà. Biếu ai? Dạ. Tự nhiên thì lại nghĩ ra ăn chay. Chim. Dạ. Nói không nghe gì cả. Mang ngay cái bát cơm này xuống nhanh lên để đổi cơm mới cho thầy ăn. Nguội hết rồi. Nhanh. Cho một miếng thôi. Đi xuống nhanh lên. Nhanh không thầy đánh bây giờ. Dạ, kính quan đấy ạ. Dạ vâng. Ôi. Mình. Dạ. Ê, tôi nói cho ông bà biết. Dạ. Vì ngày xưa tôi còn đang đương chức đương quyền. Ê, mình cứ xa lánh mọi người nhiều. Ừ. Cho đến khi về đến nơi rồi, bây giờ về thì buồn lắm. Dạ. Thì hay bày vẽ ra để ăn. Mà cũng may cái thời đấy tôi làm quan cho nên được ăn của ngon vật lạ nhiều cho nên mới có cái món ngan quay này đấy chứ. Dạ. Thế mà ông bà có biết không? Để có được một miếng thịt ngan ngon như thế này. Dạ. Ngoài những thứ gia vị tẩm ướp chính rồi. Mà đặc biệt là phải có mật ong. Dạ, mật ong. Dạ, có mật ong. Mật ong bôi lên thì để làm cho cái da con ngan nó giòn. Dạ. Vậy ạ. Cho thì những người ăn một miếng thịt ngan ấy. À, nó có mật ong. Nó có mật ong. Thế là người ăn sẽ cảm nhận là nó ngon từ thịt mà ngọt từ xương. Dạ. Nhớ mật ong. Cho nên là khi ăn miếng thịt ngan vào nó thích lắm ông ạ. Ôi ngon lắm. À, tôi hỏi thật ông bà thế. Dạ, dạ, quan thế ạ. Ông bà ăn chay gì? Chó của ông bà nó có ăn chay không? Thì đương nhiên. À, chủ ăn chay thì
chó nó cũng phải ăn chay. Dạ thưa thầy, nhà em thì đúng là người thì ăn chay, nhưng mà chó thì ăn mặn ạ. Dạ chó là ăn mặn đấy ạ. À thế à? Thế là tức là đùa đấy bảo. Dạ đùa mà. Đùa. À, có thế chứ nó mới đúng được chứ. À, thế là chó không ăn chay vào. Tôi cho mày một miếng rồi. Ơ đấy, đã ăn đấy, ôi trời ăn ngon lành rồi còn gì nữa. Thôi, thế là gì thì ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi thôi. Ôi trời ơi, uống mãi thì không thấy nó say. Nhưng mà ăn nhiều thì chỉ thấy nó no quảng ra. Thế bây giờ thì tôi xin phép để đi. Tôi đi tôi tháo nước ở trong bụng tôi ra nhá. Dạ vâng. Thế quan có cần người đưa đi không ạ? Không. Dạ thế là vườn đằng sau nhà nhà cháu là rộng bên không ạ? Dạ vâng. Dạ quan đi nhá. Ở đấy nó phải có một tí thì đường dạ, nó mới vui. Dạ vâng ạ. Dạ giữ quan đi ạ. Nào đi ra đây. Bỏ em ra. Còn ngại cái gì nữa, ra đây. Buồn cười nhỉ, người ta nhìn thấy bây giờ. Nào. Một cái nữa đi. Vào má thôi mà. Tham thế. Anh hỏi thật nhá. Em có yêu anh không? Không yêu anh, em trốn thầy U ra đây làm gì? Thế mà cũng hỏi, ghét. Thì cái đấy anh biết rồi. Anh cảm nhận được từ cơ thể của em mà. Bao giờ anh bảo thầy U anh sang nói chuyện với thầy U em đấy? Thì anh cũng đang định nói cái chuyện đấy đấy. Anh sẽ bảo thầy U anh qua sớm. Nhưng mà nhà anh nghèo quá, bây giờ chưa có tiền để sang hỏi em được. Nhưng mà anh hứa anh sẽ bảo thầy U anh sang sớm nhá. Buồn cười nhở. Em yêu anh chân thành chứ có phải là vì tiền của nhà anh đâu. Anh biết rồi. Nào. Này. Cái gì đấy? Con bé này này, nghe tao nói nhá. Mày á là phải lấy được thằng chồng giàu nó mới sướng cái thân con ạ. Chứ mà con mà lấy thằng chồng nghèo thì khổ cả đời thôi nhá. Đừng con đừng gái nó hứa thế này. Ông đừng có lý thuyết. Ông ăn phải khoai ngứa à? Sao mà ông tự nhiên ông đi xen vào chuyện của chúng tôi hả? Tao ngứa mồm người tao nói đấy nhá. Đừng có nghe, thế đi chỗ khác đi. Này, mày nhớ nhá, mày phải nghe tao đấy. Cứ lấy thằng chồng nghèo thì khổ cả đời rồi con à. Ngu lắm. Này, có khi tôi vẫn chưa yên tâm. Bà nên ra bà buộc lại bộ tôi với con chó đói. Chứ không thì quan bác ăn nhiều thịt thế này ra nó ngửi thấy toàn mùi thịt. Nó lại đớp cho một cái thì lại khổ nhà mình ra. Đi. Đã bỏ nhà mình là nhà ăn chay. Bây giờ ăn thịt vào. Lát nữa quan bác về phát hiện ra mình ăn thịt của ông ấy. Thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng mà tôi thèm thịt lắm. Này thôi, tôi cũng thèm thịt lắm. Nhưng mình đã chót nói là mình ăn chay rồi. Lát nữa quan bác vào thấy thiếu, người ta lại nghĩ bác cứ cười cho đấy nhá. Nhưng mà tôi thèm lắm. Thèm cũng cố nhịn đi. Tôi thích ăn cái đùi này này ông này. Chứ bây giờ mà con bác vào đùi không ăn, bác lại tiện tay bác quăng cho con chó thì tôi mất ăn à. Người ta dạy gì mà người ta quăng cho chó. Thôi, bác cứ cố nhịn đi. Lát nữa khách khứa về thì hết nạc ta vạc đến xương. Rồi cả gia đình mình cũng ăn cũng không muộn nhá. Cố đi. Ông làm gì đấy? Cả cái đĩa thịt ngàn có mỗi miếng đùi. Bây giờ bà ăn đi. Lát về quan hỏi tôi biết trả lời thế nào. Thì bao nhiêu lâu nay tôi có được ăn miếng thịt nào đâu. Này tình lắm đấy nhá. Ngày xưa
Tôi đi theo hầu ở trên huyện, ăn của dân cái gì là biết ngay. Về nhà là cứ cứ phải của đồng chia ba, của nhà chia đôi với quan hết đấy. Thì bao nhiêu lâu nay tôi có được ăn miếng thịt nào đâu, trông vợ một miếng cũng không được à? Tôi đã được ăn miếng nào đâu, tôi chả thèm à. À ông này, hay là ông cứ cho tôi ăn một miếng đi. Cái miếng đùi này tôi thèm lắm. Nhưng mà quan hỏi thì ông bảo là ông vứt cho chó ăn rồi. Cho chó? Ừ. Vứt cho chó ăn. Bà đây là thông minh đấy. Thế thì chạy chó ăn. Bà ăn đi nhá bà. Ôi dồi ôi, thế bây giờ ông sao ông khách đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ông bảo tôi lại không ăn được. Nhanh lên. Cái thằng này gì mò cái gì đây? Thằng gì? Em, để sau. Đi xuống bếp nó không? Ôi thế em thích ăn thịt vịt. Đi xuống bếp. Đi. Ăn đi, tôi thèm quá. Chảy nước miếng nó bị sặc sặc sặc. Nó vào rồi. Ôi, cái con bụng béo này. Cô mua cái đùi mà ăn lâu thế. Nhanh nhanh ra đổi rác để tôi còn vào tôi ăn thôi. Thôi. Ui, cấp báo, cấp báo. Thẩm Nguy, Thẩm Nguy. Quan hồi mâm. Quan hồi mâm. Ui, về đi. Mau mau quan hồi mâm. Dạ rước thầy lại mâm ạ. Dạ, dạ kính thầy an tọa. Xong hết cả rồi. Xong rồi ạ. Dạ. Thế sao mọi người không ăn đi chứ nhưng mình lại tiếp tục nhỉ? Nào ăn đi. Dạ, dạ, dạ. Cái miếng thịt đùi của tôi đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Thì dạ, cái đùi của thầy thì vẫn là đùi thầy đấy chứ ạ. Tao gì quá đâu. Vớ vẩn. Ôi, tôi chết rồi, bà làm sao kìa? Ôi, tôi chết rồi. Mình nhớ. Sao nào? Ôi trời ơi. Con mẹ béo tham ăn này. Này, nó chết nghẹn miếng mùi trong mồm nó rồi. Chưa làm vợ quan mà đã ăn tham ăn thối như thế này, chết nghẹn như thế này. Ôi trời ơi, ôi chết rồi. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ. À rồi. Thế này nó sang bên, bên thẳng lang đớp. Lang đớp à? Đây đi em. Một tay à? Ôi, phiền anh vào gọi quan giúp vợ chồng tôi thêm một lần nữa được không hả? Ồ, thế lại gọi nữa à? Ôi giời, ta đi nhiều, mỏi chân lắm rồi. À, đấy, suýt nữa chúng tôi quên. Dạ, đây ạ, gửi anh lính chút quà. Dù gì thì là quan cũng có lệnh gọi chúng tôi lên đây rồi. Chả lẽ là để vợ chồng tôi ở đây cả ngày mà không được gặp quan. Phiền anh ạ. Này, chị này trông là khá xinh đấy, để tôi xem nào. Trông thì cũng xinh xắn đấy, nhưng mà chả biết điều gì cả. Cái này sớm có phải xong rồi không? Này, đứng im ở đây chờ nhá. Ai tôi chết, tôi quên thư phòng của quan ở đằng này. Này, thế là từ nãy giờ anh ta đi đâu chứ không gọi quan đâu? Phòng quan ở bên kia cơ mà. Nhỉ. Nhưng mà tôi có biết đâu. Ông muốn nào chỉ ngủ thôi. Vào ngủ tiếp đi. Ngủ không ngủ nữa. Ôi trời ơi. Ôi, tôi đã bảo rồi, ăn uống thì phải cho nó từ từ, còn phải nhìn trước ngó sau. Ôi trời, khổ quá. Ta hết uống. Ôi trời ơi, la làng kêu hóc đấy. Thế cái lão làng đó nó bảo sao? Nó bảo làm sao? Lúc ấy quan chẳng đứng đấy, lại còn bỏ đi cắt tóc mới cắt tai nữa. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, mày thế nào rồi à? Không sao cả, tại quan ấy, lần sau mua vịt thì phải mua con vịt nó rút xương rồi ấy. Còn hai lần như này thì tịt. Ôi trời ơi, thì ai mà biết được. Ôi trời ơi, nào.
chết rồi, thịt mất rồi. Ôi giời ơi, đã bảo ăn uống cho nó từ từ, tôi ăn tham cho nó lắm. Ôi giời ơi, làm khổ tôi thế này đây. Khoan, đỡ hộp kiếm xong. Ôi giời ơi. Trời ơi. Các cụ nói cấm có sai. Ăn tham lắm rồi có ngày chết hóc. Tôi có ăn tham đâu. Tại ông làm tôi giật mình đi. Ôi, nếu biết hai vợ chồng thích ăn thì cứ ăn thoải mái đi. Việc gì phải ăn vụng ăn trộm này. May mà không chết người đấy. Thì từ trước vẫn nói với nó thế rồi. Nhưng mà tại quan đấy cơ. Đến chơi thì phải báo trước. Nhà nghèo chẳng có cái gì ăn, cho nên mới nghĩ ra cái trò này. Ôi, đúng là tại tôi. Vì đáng lẽ là tôi phải tìm hiểu trước cái hoàn cảnh vợ chồng cô chú. Thôi, đàn bà con gái, đứa nào ăn tham cho chết hốc. Em mời con bác sang riêng uống nốt chén rượu giờ nhá. Ôi, mày có sao không hả mẹ? Mẹ không sao. Ôi giời ơi. Mời con bác sang đây. Em muốn hỏi quan bác thế này chứ không phải. Không hiểu là cơn gió nào đưa thầy đến đây. Nó là ngẫu nhiên hay là quan bác có điều gì muốn sai bảo ạ? Thì tôi sang đây đầu tiên là thăm thầy. Dạ. Thế rồi tôi cũng có việc là muốn bàn với thầy. Đây thông minh hơn đây nhá. Ý quan bác là bằng mọi cách thầy cho mình sẽ phải phục lại bằng được cái đức vị năm xưa đúng không? Sai. Kính quan một chén.